Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải. Câu A, x nằm từ đoạn trừ 2 cho đến 1. Chúng ta có trừ 2 nằm ở đây. Số 1 nằm ở đây. Như vậy đoạn chúng ta sẽ tô màu đỏ lên cho dễ nhìn nha. Là nó sẽ đi như thế này. Bây giờ để nó giá trị nhỏ nhất bằng 0. Thì chúng ta nhìn vào cái đồ thị của chúng ta từ trừ 2 cho đến 1. Thì vị trí nhỏ nhất nó nằm ở đây rồi. Nhìn hình thôi chúng ta đã thấy luôn. Thì nó là y bằng 0. Cho nên câu này là câu đúng. Tiếp tục câu B. F phải trừ 1 và F1. Bây giờ chúng ta có F1. F1 thì nằm ở đây. Còn F phải trừ 1 thì chúng ta thấy rõ nha. Thì F phải trừ 1 giống như chúng ta đạo hàm lên. Thì giống như đi tìm hệ số của phương trình tiếp tuyến á. Thì nó sẽ đi như thế này. Thì chúng ta thấy cái đường của chúng ta là nó đi xuống. Đi xuống là số âm. Còn F1 của chúng ta là số dương. Thì chúng ta số âm nhưng với là số dương á. Thì ra số âm. Như vậy câu này câu đúng. Câu C. Hàm số y bằng Fx cộng 1 nghịch biến trên đoạn từ trừ 1 cho đến 1. Thì bây giờ chúng ta có Fx ở đây đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ dịch chuyển đồ thị sang bên trái một đơn vị thì hình của chúng ta sẽ thành như thế này. Thì chúng ta thấy rõ từ trừ 1 cho đến 1 ở đây. Thì chúng ta nhìn hình nha. Thì nó đi lên. Trong khi để nó là nghịch biến. Thì câu này có nghĩa là câu sai. Tiếp tục. Giá trị tuyệt đối của Fx có tất cả 4 điểm cực trị. Thì bây giờ phần nào âm sẽ biến thành phần dương. Còn phần dương chúng ta sẽ giữ nguyên. Thì cái chúng ta thấy rõ nha. Đồ thị của chúng ta có phần âm nằm ở đây. Thì nó sẽ biến đổi thành. Nó sẽ biến đổi thành như thế này. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm các điểm cực trị. Chúng ta có 1, 2, 3. Thì chúng ta thấy rõ chỉ có 3 cực trị thôi. Tuy nhiên đề nó là 4 điểm cực trị. Như vậy câu này câu sai. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.